anh vẽ hi ha được thì em nhảy xuống sông luôn. Thôi 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 em, cho anh xin, lỡ không biết bơi được thì kêu cứu tôi với. Thôi bây giờ anh vẽ đây. Nếu bạn là một người có đam mê với tựa game Minecraft thì có lẽ cái tên Op Hi Ha không phải là một cái tên quá xa lạ. Op Hi Ha là một streamer YouTube nổi tiếng với kênh có gần 5 triệu người đăng ký. Năm 2021, Hi Ha còn được lọt top 10 đề cử giải thưởng danh giá tôn vinh tài năng trẻ của các YouTuber trong hạng mục nhà sáng tạo nổi bật nhất. Op Hi Ha tên thật là Lê Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 2001, được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Op Hi Ha còn là người yêu của Jimmy. Bạn nào là fan của Hi Ha thì để lại bình luận phía dưới nhé.